Phương Thi thân ái chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay bếp nhà Thi chia sẻ với các bạn một món bánh có tên gọi là bánh lưỡi mèo. Thành phần gồm có 100g đường xay, 100g lòng trắng trứng, 120g bơ lạc, 120g bột mì, 1 tiếng muối, vani, một lòng đỏ trứng gà, một muỗng cà phê đường cát, bao ni lông để bắt kem và một số dụng cụ cần thiết khác. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện món bánh lưỡi mèo nhé các bạn. Trước tiên các bạn cho bơ vào trong thố. Đánh cho bơ chuyển sang màu vàng nhạt. Tiếp tục cho lòng trắng trứng. Cà phê đường cát, lòng đỏ, vani. Mình rây bột vào. Tiếp theo các bạn rây bột vào. Vừa rây bột, các bạn vừa dùng một cái cây vét bột trộn cho bột hòa quyện đều vào trong phần trứng. Đây là phần bột đã chuẩn bị xong. Dùng một cái bao tam giác cho bột vào.
sử dụng một cái bao tam giác khác. Sau đó mình lồng một cái đuôi tròn đường kính 1 cm vào đây. Cắt một đầu của cái bao bột khi nãy và lồng bao bột này vào cái bao kem có cái đuôi. Như vậy mình đã chuẩn bị sẵn sàng phần bột để bắt lên trên mâm. Mình dùng một cái mâm nhôm để nướng bánh, lót một miếng giấy nướng bánh để đảm bảo cho những chiếc bánh có chiều dài bằng nhau. Mình sử dụng bút chì, loại bút chì dùng trong thực phẩm. Mình kẻ những cái đường vạch có chiều dài khoảng 6 cm. Mình tiến hành bắt bột bánh lên trên mâm. Sau khi bắt bánh xong, các bạn dùng tay gõ nhẹ. Tiếp theo mình cho bánh vào lò nướng. Lò đã được vặn trước 10 phút, nhiệt độ là 170 độ C trong vòng 15 phút. Sau khi nướng bánh được 15 phút, các bạn chuyển nhiệt độ xuống 100 độ C và sấy bánh trong khoảng 5 phút nữa là được. Bánh sau khi nướng xong, các bạn để cho thật nguội và cho bánh vào trong những cái lọ nhỏ như thế này. Tùy theo nhiệt độ của từng cái lò mà thời gian nướng sẽ dao động từ 10 đến 15 phút. Sau 10 phút nướng, các bạn thấy hai bên mép của cái bánh nó vàng thì mình có thể chuyển nhiệt độ xuống 100 độ C để sấy cho bánh được giòn. Các bạn thân mến, còn gì tuyệt vời hơn khi tự tay mình làm ra những chiếc bánh giòn tan để mời gia đình và bạn bè cùng thưởng thức. Thì mến chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.